Tôi thấy một em gái chừng 12 tuổi, mặc áo sơ mi trắng có vẻ sạch sẽ. Tôi hỏi, em ơi, có biết nhà thờ X ở đâu không em? Em chỉ tay và nói, anh đi rẽ ra quan thánh là nhìn thấy. Hôm đó là thứ tư. Tôi nghĩ là nhà thờ hôm nay vắng vẻ, không tiện vào, nhưng cứ đi qua nhìn xem sao. Tôi rảo bước hướng về phố quan thánh. Khi đi ngang qua nhà thờ, bên ngoài có trồng hoa. Tôi nhìn vào thấy cả ba cửa phía cuối nhà thờ đều đóng. Bên ngoài có 7-8 cậu có vẻ là học sinh, mang theo sách vở. Mỗi cậu một chỗ đang xem sách. Thấy thế tôi rẽ vào. Trên lối đi qua chỗ vườn hoa, thấy một ông già mặc quần áo nâu đang hí quấy làm cỏ với những cây bích đào, cây hồng, vân vân. Tôi ngồi xà xuống, cầm một cuốn sách toán xem và hỏi một cậu. Các cậu học chăm quá nhỉ? Một cậu cười. Sắp thi mới học. Thì ra đây là các cậu học sinh lớp 10 đang tríu tiết học thi. Tôi mở cuốn sách hình và đại, thấy chương trình toán nằm ở cuối lớp đệ tam và đầu đệ nhị. Như vậy, riêng về toán, chương trình thấp hơn gần một năm so với trong năm. Mục đích là xem nhà thờ nên tôi chào các cậu đi ra. Đến chỗ bác làm vườn, tôi lên tiếng. Thưa bác làm cỏ đó à? Bác ngẩng lên cười, gật đầu. Tôi ngồi xuống, nâng một bông hồng lên xem. Ồ, bông này đẹp quá bác ơi. Ông nói. Mùa xuân, có mùa xuân mới đẹp cơ. Tôi hỏi luôn. Cha A có nhà không bác? Ông lắc đầu và cho biết là cha đi từ sáng có lẽ sắp về. Tôi liếc nhìn vào ngõ nhà chung sâu hun hút. Tôi nói lảng sang chuyện khác. Chỉ 5 phút sau, tôi nghe tiếng mô tô rồ máy đi vào cổng nhà thờ. Một linh mục mặc áo chùm thâm, tóc cắt tango, da mặt hồng hào khỏe mạnh, chạy xe chậm chậm vào khu nhà chung. Tôi hỏi bác làm vườn. Cha A đó có phải không? Ông già lại gật đầu. Cha A đi chiếc xe mô tô Becan 2 máy, dáng dấp người rất khỏe mạnh. Trên đường phố Hà Nội, rất ít thấy mô tô, ngoại trừ xe mô tô của công an hay bộ đội. Như vậy, người cũng phải có một cái thế nào đó mới xoay được xăng chạy. Tôi hỏi bác làm vườn một hai câu nữa về hoa cỏ rồi ra về. Tính một ngày khác sẽ đến. Trên đường về, tôi rẽ ra phía chợ Đồng Xuân. Lúc đó đã 6 giờ chiều. Ở hàng giấy, hàng đường, người đi lại tấp nập, đông đúc. Nhìn thấy nhà sách Nhân Dân bên kia đối diện với chợ Đồng Xuân, tôi ghé sang. Ngay từ khi tôi còn đi học, tôi đã rất ngưỡng mộ các nhà văn, nhà thơ. Tôi quan niệm rằng, các ông là những người tiền phong đi trước tư tưởng quần chúng, suy nghĩ, tìm tòi, phát kiến nhiều tư tưởng mới để giáo dục chỉ đường, hướng dẫn tư tưởng quần chúng đến chỗ thiện mỹ của con người. Tiêu biểu của thế hệ sát tôi là các nhà văn thuộc nhóm Tự Lực Văn Đoàn, là Lê Văn Trương, Nguyễn Công Quang, Nguyễn Tuân, vân vân. Các nhà thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Chế Lan Viên, Quy Cận, Lưu Trọng Lư, Tú Mở, Thế Lữ, Tichia, vân vân. Văn thơ của các ông tôi đã đọc và rất thích, rất ngưỡng mộ. Một số người ở lại miền Bắc theo Cộng sản. Vậy văn thơ của các ông ấy bây giờ ra sao? Từ tâm trạng đó, tôi vào các hiệu sách. Hơn nữa, một trong những nhiệm vụ phụ của tôi là tìm hiểu tình hình chiều hướng văn hóa của miền Bắc. Cả một hiệu sách, một trong những hiệu sách lớn của Hà Nội, tôi chỉ nhìn thấy một vài tác phẩm mới như Đời Cô Lựu, Bảo Biển của những nhà văn, nhà thơ mà tôi đã được đọc thơ văn của họ thời tiền chiến. Còn hầu hết trong núi sách, nếu không biết về hợp tác xã, đoàn viên thanh niên, công nông trường, nhà máy, thì cũng lại là triết của Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ. Mở một cuốn sách nào ra cũng chỉ đọc được một vài trang, rồi tôi không muốn xem nữa. Tôi thấy thật nghèo nàn về tư tưởng, không có hồn, nhạt thích. Vì là văn nghệ chỉ đạo cho nên bất cứ một câu chuyện gì, nội dung gì cũng gò bó theo một khuôn thước nhất định, kể cả phim ảnh, nhạc kịch cũng vậy. Cứ xem hay đọc đoạn đầu đã đoán được đoạn cuối, sự việc sẽ giải quyết ra sao rồi, chán ngấy. Đến đây, Cộng sản sẽ nói, tại vì đầu óc anh phản động, bị tiêm nhiễm những nọc độc của đế quốc, phong kiến, rồi đứng từ góc độ của một giai cấp thống trị để nhìn và xét đoán sự việc, nên anh mới thấy như vậy. Xin lỗi các anh, để khỏi loãng sự việc của tôi, ở phần cuối tập hồi ký, tôi sẽ xin thưa với các anh về lĩnh vực này.
tôi vẫn mua hai cuốn Bảo Biển và Đời Cô Lụ, một cuốn Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi của Võ Nguyên Giáp. Tôi mua những loại sách báo này có nhiều mục đích, trang bị cho vỏ bọc của tôi, cũng xem qua trong nó những gì. Với chị Mật, tôi sẽ ghi những dữ kiện cần thiết. Mua sách xong, tôi rẽ về hàng quạt ăn cơm. Đêm đó, tôi ngủ ở nhà trọ hàng quạt. Sáng hôm sau, mùng 3 tháng 6, như vậy là tôi đến Hà Nội đã được 2 ngày rưỡi. Tôi đã hoàn thành 1/4 nhiệm vụ. Như thường lệ, tôi ra bến xe điện Bờ Hồ, mua một khúc bánh mì và tờ báo Thủ Đô, đến một chiếc ghế xi măng ngồi và nhìn ra hồ. Theo tin hỏi được từ ông già làm vườn ở nhà thờ X, 5 giờ chiều nay cha A có giải tội hàng tuần. Giáo dân tiếp xúc với linh mục là thuận tiện và hợp lý nhất. Vậy từ giờ cho đến 4 giờ rưỡi chiều làm gì đây? Tôi chợt nghĩ đến nhà hát lớn Hà Nội và phố Tràng Tiền, xưa gọi là phố Tây, nơi sang trọng có nhiều người ngoại quốc, nên các cửa hàng ở đó cũng theo lề lối Âu Tây. Nghĩ như vậy, tôi đứng lên, kín đáo quan sát tất cả các bộ mặt chung quanh trong phạm vi 100 mét. Tôi đi về phía phòng thông tin cũ, rẽ vào một ngõ hẹp rồi quẹo xuống vườn hoa con cốc. Đến đây tôi tìm một ghế đá ngồi để xác định an ninh bằng một phương pháp chuyên môn. Không có một hiện tượng nào tôi phải chú ý cả. Yên tâm, tôi ngoặt ra bờ hồ, qua nhà bưu điện, đến nhà hàng Goda, vào Tràng Tiền. Tôi đang đi miên man suy nghĩ, bỗng tôi chú ý đến hai cô gái môi son mặt đánh phấn chí chóe cười đùa đang đèo nhau trên một chiếc xe đạp. Hai cô lại mặc slip nữa chứ. Đó là một hiện tượng không bình thường ở Hà Nội thời ấy. Tôi đưa mắt nhìn toàn cảnh phố phường lúc đó. Đường phố có vẻ nhộn nhịp hơn. 6-7 chiếc xe du lịch đó quanh lại, cứ vòng đi vòng về. Đây đó tôi thấy nhiều cô gái mặc áo dài đi lại trên hè phố, cũng như đạp xe dưới đường. Những chiếc áo dài xanh đỏ vẫn còn hằn nếp gấp, chứng tỏ đã lâu ngày, có khi hàng năm, hôm nay Chủ nhật mới sử dụng. Những cô gái này cứ quanh đi quanh về trên con đường phố Tràng Tiền. Tôi tự hỏi, họ làm gì vậy? Mắt tôi chợt nhìn xa xa mãi tít tận thềm nhà hát lớn, một đám người lố nhố đang điều hành một máy quay phim. À, một cái bịp của bọn cộng sản đây. Những đoạn phim này nếu đưa vào Sài Gòn, đưa vào vùng giải phóng, sang Thái Lan, Tân Đảo hay nơi nào khác, thì đây, Hà Nội thủ đô của xã hội chủ nghĩa, dân chúng xe cộ vui tươi sầm uất nhé. Họ đâu có biết rằng cảnh phố phường vui tươi ấy chỉ có một lúc này. Nhưng nếu có ai nói với họ không phải như vậy, cộng sản đóng phim bịp đó, thì họ cũng không tin. Thấy chỗ nhà hát lớn như thế, tôi không tiện đến đó nữa. Tôi lang thang xuống phố Huế, rồi rẽ sang Tràng Thi, quẹo về bờ hồ, ngược lên phố Huyện, ra hàng trống, hàng gai. Hà Nội không có một hiệu ảnh tư nào cả. Những hiệu ảnh lớn ngày xưa trước năm 1954, bây giờ còn sót hiệu nào thì cũng chỉ thấy đề tấm biển nhỏ, ở đây nhận rửa phim và tô màu. Vậy nếu ai không biết, vào hiệu bảo chụp cho tôi cái ảnh, đúng là người đó mới ở trên trời rơi xuống. Những hiệu ảnh khác bây giờ hoặc đóng cửa hoặc chuyển thành một nơi sản xuất hàng thủ công. Toàn bộ mấy khu trung tâm của Hà Nội, tôi chỉ thấy hai chỗ chụp ảnh quốc doanh của nhà nước. Một hiệu ở Tràng Tiền và một ở góc chéo bờ hồ gần quán Mũ Béo ngày xưa. Giữa thủ đô có một nước, những hiệu may lớn ngày xưa, một vài cửa.